Quang Hải đang hòa nhập tốt tại Pau FC và gây ấn tượng mạnh với ban huấn luyện. Gần như chắc chắn tuyển thủ Việt Nam sẽ ra sân từ đầu ở trận ra quân League 2 mùa giải tới. Huấn luyện viên trưởng của Pau FC, Didier Thọ Lót rất ấn tượng với sự hòa nhập của Quang Hải. Để ghi nhận tài năng của tuyển thủ Việt Nam, ông chắc chắn sẽ điền tên Quang Hải vào đội hình xuất phát của Pau FC trong trận ra quân tại League 2 mùa giải 2022/2023. Trận đấu này đội bóng miền Nam nước Pháp sẽ làm khách của Guingamp vào lúc 0 giờ ngày 31 tháng 7 tới. Ngoài lý do chuyên môn, sức hút lớn về hình ảnh của Quang Hải sẽ giúp anh được ban huấn luyện tạo điều kiện tốt hơn để được ra sân thi đấu. Vì vậy, tiền vệ 25 tuổi này thậm chí sẽ được đảm bảo số phút ra sân nhất định trong những trận đầu tiên ở mùa giải mới. Nếu tận dụng tốt cơ hội và tỏa sáng ở những trận đấu này, Quang Hải nhiều khả năng sẽ chiếm một suất đá chính tại Pau FC ở mùa giải tới. Nguyễn Quang Hải đã gia nhập Pau FC được 3 tuần theo dạng chuyển nhượng tự do từ câu lạc bộ Hà Nội. Tiền vệ tuyển Việt Nam tạo ra hiệu ứng cực mạnh trên mạng xã hội, giúp các nền tảng mạng xã hội của Pau FC tăng trưởng mạnh. Không chỉ giúp ích cho đội bóng về mặt truyền thông, Hải Con cũng đang hòa nhập rất nhanh với đội bóng và đóng góp vào lối chơi chung của toàn đội. Cho đến thời điểm này, Quang Hải đã ra sân trong cả 3 trận giao hữu của Pau FC ở mùa hè này. Sau khi đá chính và tỏa sáng trước Lander, số 19 tiếp tục được vào sân ít nhất 45 phút ở 2 trận đấu với Toulouse và Angolim. Quang Hải gây ấn tượng mạnh với ban huấn luyện bởi sự chăm chỉ và chuyên nghiệp của mình. Mỗi ngày, cầu thủ sinh năm 1997 có 2 buổi tập. Sáng sẽ bắt đầu từ 9 giờ và chiều từ 18 giờ. Theo ghi nhận, mỗi buổi tập Quang Hải sẽ chạy khoảng 10 km. Đây là con số khá cao so với các cầu thủ ở Việt Nam. Ngoài việc tập luyện chung cùng toàn đội, anh cũng dành ra 2 giờ mỗi ngày để rèn thêm về thể lực và kỹ thuật. Huấn luyện viên Didier Thọ Lót từ chối khen ngợi Quang Hải sau trận thắng Angolim, nhưng ông từng nhận xét tích cực về tiền vệ này trước đó. Quang Hải là cầu thủ có khả năng xử lý bóng nhanh. Tôi cần một cầu thủ có thể đưa đội bóng đến chiến thắng ở một thời điểm nào đó và Hải là một con người như thế. Tôi cần một cầu thủ có thể đưa đội bóng đến chiến thắng ở một thời điểm nào đó. Câu lạc bộ Pau cần phải có bàn thắng từ không chỉ các tiền đạo mà còn là các vị trí khác. Quang Hải là mẫu cầu thủ như vậy.